cây đàn guitar Nhật Yamaha FG301B đời khá cao, gỗ quý, các cái chi tiết làm tinh tế và cao cấp. Ở đây tôi đã căn chỉnh cần thẳng, action nhẹ. Đây, action đây. Action dưới cả mức 6 và mức tiêu chuẩn của phím của dây 6, phím 12. Đấy, dây số 1 thì đây. Dây số 1 thì bằng khoảng ngang bằng với dây số 1. Ở đây ngựa vẫn còn thì chúng ta căn chỉnh, hoặc chúng ta có thể chỉnh cần, chỉnh action bằng cách là vặn cái ti chỉnh cần ở trên đầu đàn đấy. Bây giờ tôi quay tổng thể cho các bạn xem nhé. Cây đàn này là 4,5 triệu. Đây, mặt top đây. Đây là mặt top này. Ở đây thì hơi bị sức nhẹ một chút, nhưng mà không bị mất lớp sơn, mà chỉ nó hơi cảm giác nó hơi gọn gọn nhẹ thôi, không có bị mất lớp sơn nhé. Còn đây là thùng đàn này, bốn xung quanh thùng hông đàn. Đây là đầu đàn, khóa đàn. Đầu đàn này, khóa đàn này, khóa dập chìm, chữ Yamaha Japan. Đấy, Yamaha Japan đúng hàng của Nhật luôn, sáng. Đây là phía sau cần đàn. Đây là gót cần đàn, lưng và hông đây. Nói chung thì đàn thì qua quá trình sử dụng thì cũng có dấu vết thời gian, nhưng mà vẫn còn đẹp, vẫn ok hết nhé. Cần đang thẳng căng rồi các bạn nhé, tôi đã căn chỉnh rồi. Cần đây cho các bạn ngắm này. Đấy, cần là thẳng rồi nhé.